Herotin nó muốn đủ nước với bạc thì đọc chúng ta phải phi hành mỡ cho nó thật thơm, và sau đó chúng ta sẽ bổ nguyên vật liệu vào và sơ biến sơ qua. Đây là một trong những cái công đoạn để mà chúng ta làm một cái món đậu hũ nướng với vàng. Nó rất là cầu kỳ, nó khi mà chúng ta ăn thì cái ăn rất là đơn giản, nhưng mà khi mà chúng ta làm ra được một cái món ăn nào đó thì nó rất là cầu kỳ. Chúng ta phải phi cho nó làm sao mà cho nó thật là vàng ươm thì nó với mùi thơm của tỏi và hành. Sau khi vàng rồi chúng ta sẽ nhỏ lửa lại. Thì bắt đầu sơ chế có cái này chưa? Ta bỏ ít ớt. Mình vừa chế biến vừa làm những cái món khác cho nên nó rất là nguy hiểm, sợ nó cháy nên mình phải tập trung một chút xíu. Bây giờ chúng ta nêm nếm sơ bộ xíu. Chúng ta bỏ chút nước mắm. Nước mắm là thành phần không thể thiếu trong mỗi gia đình của chúng ta. Ta bỏ xíu hạt nêm.
Sau khi đã gần ra như thế này thì ta bắt đầu bỏ nấm và các loại rau. Đây là mình đã chuẩn bị, thì các bạn ấy đã chuẩn bị sẵn. Sao lên chúng ta cho ít dầu hào vào. Một chút nước mắm. Một xíu đường. Thì chúng ta cứ để cho nó dư dư lửa này. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị cái bột năng để chúng ta đổ vào. Chung là đây là cái món mà mình nấu cũng rất là nhiều lần, nhưng mà lần này thì cái lượng nguyên liệu thì nó nhiều hơn rất là nhiều, cho nên cái tỷ lệ bột năng thế nào thì cầm vừa vừa thôi.